thì đi không để ý theo bố mẹ thôi nhá. Hồ đi lại đi đây. Một giờ tôi đi. Một giờ mất có một giờ. Này giờ. Không thích cái gì? Cái này lên đỉnh núi đâu? Hai giờ. Hai giờ rồi. Làm gì? Em thấy biển rất ngon. Hai giờ rồi. Hai giờ thấy chạy nữa. Hãy đi đi. Thôi. Cái gì? Chụp ảnh trước kia mà. Trèo lên đây. Ngồi thế thì thầy nhìn thấy. Nó ngoài thật kia cơ mà. Nhìn thấy à? Đây là ảnh thôi. Cái hàng để đi tàu xuống đấy. Mẹ Viên đi thay bỉm đây. Lúc mẹ nói chuyện con không nghe à? Không. Con không chịu để ý thế. Đây núi đồ. Ừ.
có tao mới chỉ nó trong yên cả. Nó mới trong yên. Mình đã chưa lên đỉnh núi đâu tin ạ. Còn xa lắm. Bây giờ mình phải đi nữa. Những bậc thang này mới chỉ leo lên cái núi này thấp thôi mà đã thấy cao, dốc đã cao rồi. Thấy không? Phải thở lâu nhỉ? Lâu. Lâu quá. Đâu vậy à? Thôi đi thôi. Đi ra kia đợi nhá. Đi ra kia đợi cho nó đỡ phải đi vòng. Đi xuống đi bộ cho bố thôi. Đi nào. Bố đẩy này mệt lắm. Mỏi chân lắm. Ai đi núi bắt bố đẩy này. Đi trước rồi. Hả? Đi trước rồi.